Đầu năm về miền Tây lại bị chê da đen. Chị gái làm luôn bài rap khiến con dân ngóng chờ bản remix để học thuộc, tiện đáp trả những thành phần thích body Samsung. Thế giới ngày càng phẳng, các nền văn hóa giao lưu ngày càng mạnh mẽ, quy chuẩn về cái đẹp cũng ngày càng được mở rộng hơn rất nhiều. Ấy thế nhưng tại một số nơi, nhiều người vẫn giữ quan niệm cứ phải da trắng mới là đẹp. Điều đáng nói là họ không giữ trong lòng mà lại thẳng thừng lên tiếng chê bai một ai đó, khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Một bà chị mới đây đã thẳng thừng đáp trả sau khi bị nhận xét về làn da, khiến ai nấy gật gù vỗ tay vì quá bá đạo. Cái gì bà chơi tu đen nha, tu lấy chồng đen, tu lấy con bà còn đen hơn tôi, con bà còn đen hơn tôi, nghe, chà già đen ở trong bóng đèn, lấy cái cho làm kinh một lan ở đây, bà làm chà già đen, ok. Mới xuống á thì quý vị, mới xuống miền Tây mà đã kêu mình đen rồi. Xí, bị xứ à, ghét cái sợ luôn vậy đó hà. Đúng là bà hoàng sáu sắc chứa thể đáp trả đỉnh cao tạo trend. Các bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment chia sẻ suy nghĩ của mình cũng như tiếp tục ủng hộ Thắng TV bằng cách like, share và subscribe để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày bạn nhà.